Ok, mình đã quay trở lại và chúng ta chơi tiếp Assassin's Creed Valhalla. Mình nhớ là nó có cái mục mà setting nào nhỉ. Ok, dù sao nữa mình lại continue này. Nói chung là mình có đi lòng vòng trên cái đảo này là nó có một số cái điểm là chúng ta có thể đi loot đồ ấy. Nó thực sự nó không có gì làm nhá, nên là nó có một số cái gọi là đi có một số cái trường đoạn nó đi lấy tiền này, kiếm đồ ấy. Là cụ thể là nó lấy tiền ở trên đảo là mấy cái chỗ mà chỗ vàng này, màu vàng này. Nhưng mà nó có một số cái đoạn là mình không biết là nó vào kiểu gì. Như cái chỗ này này và cái chỗ này là mình đang đứng đấy, nên mình có dọn một số cái nhá. Trên thế là nó cũng không phải là nó có gì nó hứng thú lắm. Nên là chắc chắc là tạm thời là mình sẽ đi là làm một số cái quest nó gọi là mystery này. Để xem có gì cả, kiểu có gì nó hot không nhỉ? Nên là mình cảm thấy là mấy cái này nó hot hơn. Còn trên thực tế là mấy quest này là mình cũng không mình sẽ cover sau, hoặc là mình sẽ cover all là off screen ấy, cho các bạn đỡ mất thời gian. Rồi chơi nó cũng lặp đi lặp lại nhiều nên nó không phải là quá hứng thú lắm ấy. Thôi cứ thử ra cái chỗ này xem có cái gì nhiệm vụ gì hot không. Trời rất là lạnh nhỉ, xem nó sẽ có cái áo choàng này. Nên là quay lại mấy cái phần mới này, hình như là cái hidden play là về sau nó mới có đấy hay sao nhỉ. Kiểu như là đúng ra là cái thiết bị và của sát thủ của Assassin là mặc định là có, như cái mấy cái bản trước thì bây giờ là nó kiểu là optional ấy. Hay là về chúng ta chơi diều trước này. Be careful or be cursed. Foul magic gathers here. What is this menace you shout about? Is it some creature you hunt? I pray is the most cunning of beasts. Cunning of capable of vile deeds beyond the ability of any common animal. You're hunting someone then. A warlock. One who once called himself a man, but has since befouled his hooves. Befouled. His whole being with twisted satyr magic. This has the feel of something more personal. The evil spider who squats in yonder hut poisoned my own sister. For that alone, it deserves to die. But maybe you would be moved to help by the bounty King Harald has offered for any warlock killed. Prophet can persuade, but passion fails. I'll weigh this against the effort. The warlock makes its lair down this road to the left. Keep an eye out. Cái nó không hiện luôn cái hấp là mình phải làm gì. Như hình như là mình phải đi săn cái gì cho thằng này nữa. Báo thù hay là cái gì ấy? Mình nãy là mình không để ý đâu. Nhanh nghe là tôi đi nhanh hơn này. Cái nó không đi theo tốc độ của mình nhỉ? À? Nên mình không biết là cái setting của mình là nó như là, nhưng mà mình cảm thấy cái tuyết trò này là nó vẫn chưa thực sự nó hot lắm nhỉ? Sao mình có chuyển lại là mình chơi hai dìu và một búa đấy, thử xem nào. Nhưng mà không hiểu sao là mình lại phải đợi cái thằng nào đi nhỉ? Đi chậm này. Đi nhanh em. Mà mình tưởng là bây giờ mấy game bây giờ là bây giờ thằng bọn NPC dẫn đường là nó phải đi theo tốc độ của mình chứ. Bây giờ mình phải đợi nó đi ấy. À đây là con hiêu này. Mình có đi nhanh hơn bọn này. Warlock. À thằng này là Warlock này. Thằng này là thằng đây là mình có nghĩa thằng này muốn tìm người để báo thù của nó rồi. À, cụ thể là mình sẽ phải giết thằng kia rồi. Bây giờ ông như muốn như nào? Hả? Sao nghe nó buồn cười nhỉ? Thế bây giờ ông muốn tôi nào? À, mình về cơ bản chắc mình phải tận rồi. Collect the white bear, cloudberry. Are you the warlock who laid a curse on this land? There was a curse here long before I came along. A curse of ignorance infects all of Midgard.
So you are not using your magic against this land and its people? I try to use my knowledge to help others. I am only a threat to those who fear the unknown, of which there are many. There is a hunter who believes you poisoned his sister. I tried to save her. I made a mixture that would have burned away her illness, but he chose to drench her in pig's blood. If there is any blame here, it lies on him and his ignorant kin. Ignorant kin. He killed his sister. Do not listen. He will poison. Hả? Sao tự nhiên đánh nhau trong cái bụi rậm này? Cho mình... À đó, bây giờ mình phải chọn là mình viết à Warband Chip này. Và đây là... Ôi, chắc là mình phải giết cái thằng ôn này. Nên là chúng ta có lựa chọn này. One day this land will be cleansed of these twisted deceivers. I struck first, so I will claim the bounty. You may take what you wish from its carcass. Oh, vậy? The blame of the warlock. Mình đọc cái này trước. Sometimes I despair at the blame of ignorance covered this land. I cheer for the worm of calamity of my thought. But then I see some old woman so much like my old dear mother, and I remind my young self what have given to someone. Unfinished Lester. Nên là hình như là lão kia là lão ấy đúng à. Cái lão mà thầy mo thầy cúng ấy. Là lão có ý tốt ấy nhưng mà nên là cũng kiểu không biết là được là như nào đúng hay sai nhỉ. Nên là một là mình có thể đập chết thằng này, hai mình đập chết kia. Nên là cũng thực ra nó cũng không phải là rõ ràng lắm là cái nào là chuẩn, cái nào không chuẩn đấy. Hả? Ủa chết rồi. Ui, sói này to thế. Mẹ, chết đi. Ui dồi, ui dồi. Cắn. Thế mà thế mình tưởng thầy nó định đánh mình. Welcome. Thế là cái có nghĩa là vẫn cái là cái chỗ này nó vẫn còn một cái quest nữa. Nên là quest kiểu nó không thực sự đặc sắc lắm nhỉ. Nên là đang kiểu đang chơi mấy cái trò như là quét kiểu nó rất là nhiều cái gì nhỉ, rất là nhiều cái kiểu drama như kiểu Witcher 3 ấy rồi. Chơi mấy quét là kiểu nó cứ kiểu có nghĩa là cái nó đặt cái tính chân là chỉ là chân thực lên cao ấy, nhưng mà kiểu như nó hơi kiểu nhiều cái nó không được hấp dẫn cho lắm nhỉ. Chắc là mình phải chơi nhiều hơn. Open sail. Sail! Catch the wind! Follow the coast. Run out the sail! Follow the coast. XEAB. Nó cái này lùi này. Cái hướng kia là cái gì nhỉ? Open sail. Need to row our way up. Chắc là mình sẽ phải chỉnh waypoint, chắc mình sẽ đi đến đấy. Ok, tạm thời là mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ chính đấy. Đi lòng vòng lâu quá. Nhưng mà mình không biết là cái này là như thế nào. Okay. Chúng ta sẽ press E to the quest object. Này, đi cái hướng này này. Nên là trời đang rạng sáng.
Thế là mình nghĩ là mình sẽ cover cái quest là một số cái quest chính trước nhỉ. Rồi quest quest phụ là mình sẽ cover, còn những cái quest mà gọi là tìm kho báu thì trên dưới nó cũng không, không có nhiều cái hot lắm. Thế là mình sẽ có thể mình ngồi mình chơi ở ngoài. Và mình sẽ show cho bạn một số cái gọi là nó đặc trưng nhỉ. Nên là còn rất là nhiều game AC để chơi để bắt kịp lại được cái dòng game này, từ cái bản là 3 này. Sau Black Flag này, sau Row đó nhỉ. Chỗ này. Chỗ này là thuyền thuyền đã chìm. Chỗ này là đến cái vùng ấy đấy này. Ok, mình sẽ đi ra thẳng cái nhiệm vụ chính đấy này. Chỗ này có thanh niên là chết rồi. Mình cảm thấy là cái chỗ này là có thi thể, có nhiều cái để synchronize. Đây là trên cái núi này. Thế là mình dừng ở đây một tí nhé, từ từ. Only the truth. We attacked Kjotve's fortress, killed his men, and weakened his control of this land. Will you mention the part where you lost your crew and were nearly sold as a thrall? Will that be part of your saga? There's a skull who dares sing that verse. It'll be his last song. Tí nữa anh chị sẽ chat với chủ. Nên là hình như là nó sẽ có thể chuyển được cái này ở cái mục mà xếp tinh ra. Interface sao? Ok, cái này mình sẽ ấy sao? Nhưng mà mình nhớ là nó chỉ cái mục mà chuyển thành giới tính nè. Và nếu mà các bạn đã chưa chơi là có thể đọc make hết mấy cái này này. Trên dưới là game này, nó cũng làm hơi dở nhỉ? Nó không chỉ cho mình, cho những người mới chơi hoặc là lâu không chơi nhỉ? Ví dụ như là Hunter Aim này, sau Stamina này, sau Advanced Fighting thì nó không chỉ cho mình cái gì nhỉ? Nó cứ nghĩ là mình biết hết này nhỉ? Hoặc là chúng ta phải bắn mất điểm yếu đấy. Nên là trong cái game là nó không có cái tutorial mà nó phải bắt mình đọc mấy cái này này. Là chúng ta phải bắn vào mấy cái điểm màu vàng ấy này. Như là bọn này bắn vào tim bọn này. Dual Wheeling này. Hoặc là nó có rất nhiều cái như về cái là detection này, sau long ship and crew này. Progress. Back out này, Hell Disguise này, Odin Sign này. Hình như nó có cái mục mà về quân địch nữa. Weapon and gear này. War and activity này. Nên là muốn biết là phải vào mấy cái chỗ này. Cho nên là leo núi này hơi bị điêu gì nhỉ. Leo này, nhìn như chả có cái gì mà leo được, rất là kinh nhá. Cho nên mẹ quá là mẹ cái kiểu Legend of Zelda nhỉ. Chả cần cái điểm báo gì mà leo rất là kinh khủng luôn nhá. Này. Nên là mình không biết là từ cái bản Origin là nó có thay đổi không, mà nó leo gì mà leo kinh khủng này. Nhìn vách đá dựng đứng đấy mà leo như không. Nhìn nữa, ui, vãi tè luôn kìa. Nhìn trông ảo rồi đấy. Kiểu là nó làm kiểu nó đơn giản hóa hơi bị nhiều nhỉ. Cái này không biết là địch hay là quân ta, quân mình. Hay là quân nào mà ngồi đấy. Chỗ này là bắn cung à? Đây là lấy cung. Sail home to Foxburn. Chỗ này hình như là cũng là một cái quest. Why you shouting? Every time he claims he got lost in the mountains, I have had enough.
If I have to risk more men looking for him, he will be branded and outlawed. Ivan, he is Gunnar's sister's son, if I have it right. Do not fire your irons yet. I'll have a look around. A god-cursed backrout has deserted again! Này là nó bảo mình phải đi tìm cái gì nhỉ? Nên là mình cũng thực sự mình không hiểu tại sao lại nó lại bỏ hết cái hub này ra. À, nó hay là nó sẽ cho mình một cái quest này nhỉ? Bằng việc chúng ta nói chuyện. Thì mình cái mình muốn là mình lên mình synchronize cái này này. Ở cái điểm synchronize đâu nhỉ? Ở trên này à? Mãi thích đằng này à? Xa quá nhỉ? Chắc là trên cái núi này. Lấy cung. Trời, đúng kiểu mẹ giả lập leo núi. Nếu mà cái bản đúng là cái bản gần nhất là cái bản 3 là nó không dễ như này đâu. Cái trên đấy là nó không có nhiều nhà cao lắm. Hồi còn cái bản Assassin's Creed 2 là chúng ta phải leo rất là nhiều luôn đấy. Nó có rất là nhiều cái núi để mà leo ấy. Đó, không phải núi nhầm, nó có rất là nhiều cái nhà để mà leo ấy. Bản 2 và phụ bản và bản 2. Bản 2 chắc là cái bản mà mình chơi nhiều nhất ấy. Là nó có rất là nhiều cái như kiểu Brotherhood sao gì nhỉ? Revelation này. Nó hình như luôn nó có hai cái nhỉ. Tất nhiên bản gốc là Assassin's Creed 2 là kiểu nó hoành tráng. Destroy the group crafting of the Obsidian to gather the resort. Thế trên cái nền núi nữa cũng không có gì lắm. Mẹ tí ngã gãy chân. Nên là mình không biết là cái chỗ này có phải là điểm mà để nó sinh không nhỉ? Đánh dấu đi. Nên là có rất là nhiều cái để mà khám phá này. Những cái nhà này sao... Không biết là có nhiều quest không? Chỗ này thờ thế. Đền thờ đến thế. Nên là cũng phải nói là cái trò này làm nhiều cái nhà phụ nhìn rất là chi tiết này. Mà hình như là cái phần này là cái phần nó làm lại như đảo cái như kiểu cái trò Black Flag. Còn Chicken Farm Offer to Vaka. Là thờ thần, đền thờ, miếu thờ. Có một số cái đánh dấu đấy. Hình như là những cái bản như Origin là nó sẽ quay lại cái vùng phích cứng ấy, như kiểu Ai Cập ấy. Còn cái phần này là nó sẽ cho chúng ta đi lang thang ở mấy cái đảo ra. Hoặc là mấy cái vùng như kiểu là Black Flat. Đây mình nghe nói đấy, còn mình chưa chơi Black Flat. Đây là nó có một số cái môi trường để chúng ta khám phá thiên nhiên này. Nhìn cảnh rất đẹp. Này này, cái chỗ này là nhận quét này này. Iron, wake up or you'll be cast into the wild. Này này, ngủ quên này. Ngủ dậy đây. Must stay awake. They could be anywhere. Tầm này vẫn ngủ à? Is he walking in sleep? Nên là cái vấn đề lớn nhất của trò này với mình bây hiện tại là cái bọn này nó đi rất là chậm luôn. They are everywhere. If we die, everyone dies.
Cái chỗ này, này cái chỗ kia là Synchronize này. Nên là mình không biết là cái thằng cha này nó dẫn mình ra cái chỗ nào. Đi rất là chậm. Rồi ông cứ đi kệ mẹ. Này chị có bao việc. Ivan, wake up. You're headed for the edge. Cái này là không đi ngược lại được. Không tiện, không biết là tiện quay về kiểu gì. Kinh, anh này vẫn chiến được. Đấy, phải đợi thằng này đi. Ivan, Ivan, calm down. You are asleep. No, I was flying through the air. In your sleep. A harsh awakening, true. But at least you live. Have you always taken these dream walks? Since my posting here. When I am in bed, I worry about ways we could be attacked. When I'm, watch, when I'm on watch, I cannot stay awake. Only a fool stays awake all night worrying. You're tired when you get up and the problem is still not solved. You speak with the wisdom of Odin, Eivor. I will think on these words when I am in bed. Consider them on your watch and sleep when in your bed. But now, report back before you're labeled a deserter. Go. Thế là mình chỉ phải đi mình tìm thằng này mình báo cáo thôi. Dreamwalking Warrior. Wow. Quest này là không thực sự hot lắm nhỉ. Thế là nó mở cho mình cái nó gọi là Mystery. Thế chứ chẳng có gì. Wow, mấy quest này nó không có gì luôn nhỉ. Hay là nó rất... Nó chắc là nói chung là mới là nó có một có nhiều, rất nhiều quét đơn sơ. Ô cái này là cái gì này? Nhập này. Này 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 có đồ này. Khoáng á. Đấy mẹ trèo rất là kinh khủng nhỉ. Kiểu không có cái chỗ nào mà chị không trèo được ra. À này có mấy cái chỗ này không trèo được này. Nhưng mà ngoài mấy cái chỗ này ra thì vẫn trèo như điên này. Như người nhện này. Này, cái chỗ này sẽ vẫn chia được này. Nó này nó hơi khó một tí. Núi rừng phương vắc. Nên là cái cơ chế gọi là đồng bộ cái khu vực này nó, kiểu nó giống cái kiểu là đồng bộ cái dữ liệu ở bởi vì là kiểu cái thằng mà nó vào để nhớ lại những cái ký ức này là nó sử dụng cái kiểu cái data stream từ cái tổ tiên là ở trong cái DNA mà nên là nó ở cái phần Asyncroc là nó giải thích là nó để đồng bộ lại cái dữ liệu ấy ra. À, chỗ này không có chỗ nhảy được mẹ thế mới dở ấy. Trèo lên thì không nhảy được đâu. Nên là cái chỗ này là không có chỗ nhảy này. Ok, mình sẽ quay lại đây đi. Mình sẽ quick travel được không nhỉ? Ôi, mẹ trèo xuống, mất tờ em ấy. Mà cũng không có gì gọi kinh lắm. Đi lên dễ thì trèo xuống nó cũng dễ. Trèo xuống đây. Đây. Không quick travel được đây nhỉ. À mình đâu fast travel. Ô fast travel được luôn đến đây á, ngon quá nhỉ. Đỡ phải đi thuyền. Đỡ phải nghe thằng kia làm nhảo. Yes. I'm home baby. Cái thuyền thì thuyền vẫn đi này kìa. À do Forkburn speak to Ranvi. Well, the feeder of ravens returns and not half dead. We thought we had lost you, Eivor, for good this time. A warm welcome as always, Ranvi. À đây đây, con này là Ranvi. You look like reddened sheet. What happened? Nothing to crow about.
Except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough. Though I have spent many tiresome days calming the rages of our king, he is not happy with you. I expected as much. And what of Sigurd? Sigurd. As he returned from his raids. Thằng này chết rồi. My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. But we killed many of Kjotve's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. Let me meet you. Hangs over you. Is something wrong? Seeing my father's axe after 17 winters. It stirred something in me. A feeling I have not had since. Since the day he was killed. Since the day I got this. Memories of past agonies. Of sadness and pain. I should speak with Volka. She could help me make sense of my feelings. Take your time getting settled. I will see you at the Longhouse. I will see you at the Longhouse. I think you've lost your edge, Eivor. Just like that axe. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. Quest complete on a bow. Eivor, looking rough you are. Welcome home. Nên là hình như là mình vẫn là thủ lĩnh của một cái bộ tộc, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn có cái ông vua, chắc là kiểu như là nó là ông trưởng lão lớn để liên kết mấy cái bộ tộc lại với nhau. Nên là cái chỗ đây là nó mở cho mình luôn. Nên chúng ta có cái quest log Family Matter. Bây giờ nó mới mở mình một số cái quest. The quest này. Success Power này. Family Matter này. Bây giờ mình sẽ phải đi mài cái rìu. Nó ngay đây thôi. Eivor, did you bring us any treasure? I returned with a boat and a full crew. That is worth more than silver. That doesn't count. You need silver. And hello, Eivor. Yeah, shut the F up. Chị đi làm việc. Is there no one who will go around with me? Hey, Tekla. What is brewing? Alvis tells me this brew is too strong. Think you can handle a few rounds? I must the horn with you. Ha! Not like waving an axe around, is it? Sao mấy chị này bây giờ toàn thợ rèn nhỉ? Mẹ thợ rèn toàn thợ rèn nữ à? Who would like to hear a story? Who would like to hear a story? Này, thằng này thợ rèn. Chị kia là chị dân thường. Úp khít sật, what the f... Gunnar, I have something here you might like to see. Thunderclap of Thor! Is that your father's axe? I have not seen this beauty since, well... Beauty chin. For some time, I forged this weapon long ago. Still looks good. One of my finest, I think. It has a blunted blade, but it swings well. Can you sharpen? Như lão này lão rèn cái rìu cho ông bố mình là cái cây này. And as luck would have it, I have one ingot left for the job. Are you sure? The fates have willed it so. But in the future, bring your own metal ingots. I cannot forge them from empty air. Nên là tạm thời là lão này sẽ mài lại cho mình, nhưng mà về tương lai là chúng ta phải cải thiện, là chúng ta phải mang ingot là cái tiền này. Tiền bạc luôn này. Nén bạc à? Để trả cho lão này. Là cái này để có thể mở được nhiều cái rune slot. Và nhìn nó cải thiện được cái chỉ số và cái độ đẹp mắt của vũ khí ấy. Nên là nó boost cho mình lên 4 cái slot là ra mình. Current achievement, cái này là mình nói cần mấy? Carbon ingot.
tung à đâu, cái này là nó kim loại, kim loại là thanh 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 carbon là mình không hiểu sao. Enhanced quality này. Thế là nó là đóng cho mình cái gì mình không hiểu, là đóng cái cá nó đẹp hơn nha. Là chúng ta cần ba cái kia. That should do it. Anything else? Let me see what you offer. Bán cái gì này? Nâng cấp à? À có thể nâng cấp được mấy cái giáp này. Nó lại gọi lên cái slot vuông, mình cũng hiểu cái slot vuông này như thế. Nên là mình có ba cái carbon ingot này. Này lên được cái giày này. Neopia. Lên mẹ giáp nhỉ. Nhìn đẹp hơn này. Enter là cái giáp và nhìn cho nó mờ mờ này thành cái... Nhìn cái màu nó khác à? Nhìn nó không được ấn tượng như lắm nhỉ? Tôi chả thể thay đổi gì. Tao gì đủ. Yeah, work is good and my spirits are strong. But my nights. I had. Sorry to hear it. You were together how long? Five beautiful, passionate weeks. But all that is done. Will I never find my Brunhilde? Valkyries should not walk the world as they once did, Gunnar. Maybe set your sights a bit lower. Lower? My friend, look at my wares, my weapons. I'm not a man to settle for less than the finest of anything. That is all for now. Return anytime. Return anytime. The clan is happy to see Evoy return. Yeah. Chúng ta phải đi gặp. Hey, can you point me to some good hunting grounds? I could. But I don't want every iron foot with a bow scaring away the game. Bring me 3 deer antlers to prove your skills, and I might just have a story for you. A worthy challenge. I'll see you soon. Mình sẽ mang cho con này 3 cái sừng hiêu để nó kích hoạt cho mình cái quest. Nên là đây là nó sẽ có một số cái tích này. Picturan V này. Speak to Renvi. Hay là cái quét nó chỉ mở cái. Hay là đây là những cái điểm để mình phải nói chuyện. Nên là mình không hiểu cái hệ thống đánh dấu trên map này nó như thế nào. Summon the hot. Bây giờ là gọi được ngựa rồi này. Ok, dù sao đi nữa mình phải ra cái điểm để mình nói chuyện là làm cái quét trình ấy. Mà cũng chẳng có ngựa để gọi à? Gọi khẳng cả cổ trái con ngựa đó. Cái này closing the hot này. Bây giờ thì gọi đi. Vậy thì cần gì nữa, bây giờ ngay gây luôn. Này phải đi gặp và phải nói chuyện với một số cái thành viên ở trong cái clan của mình. À đó, cái này là mấy quest phụ này. Gọi là mấy cái activity ở đây ra. If you have any other business, it may be wise to do it now. Let him cool down. I could speak to Volka first. Get this weight off my mind. The king is not going anywhere. Want to create the way of Berserker head out to your game, you may need to go progress. Complete the Seer's Solar Tower. Là bây giờ là nó vẫn chưa cho mình vào để mình nói chuyện à? Nghe nó bảo là mình phải đi làm một số cái gì nữa. Nên là mình phải làm một số cái quest này trước khi là nó bảo là dành thời gian làm một số cái khác. Bởi vì cái thằng thủ lĩnh bây giờ nó đang không hứng thì nó gặp
Nên là chúng ta viết thời gian bằng cách đi làm một giấy quét ấy, trước khi nó kích hoạt cái quét chính cho mình. Nên là chúng ta không thể đâm đầu mà vào quét chính luôn. Nó bắt mình phải làm một số cái. Ah, Eivor. The only mouth in Midgard from which I fear mockery. Mockery. You taught me the art of writing poetry, old friend. It is only natural that I surpass you. How about another lesson then? A quick flight, right here, right now. What do you say? The war of battle. Oh. Let's try flying. Mày muốn đánh nhau với chị à? I always put a few coins down as a wager. Most of those who enjoy flighting have an equal fondness for it. Đây nó vậy sẽ đặt tiền để đánh này. Flighting, it's key to match cadence and flighting. Time. It's as much about sound as it is about. So be careful in choosing the words that you say. À đó, cái này là hình như là làm thơ ra nhỉ? Vì cho teaching I saw my neck training be slay. You be very fine teacher. You're a very fine teacher. I'm sure I'll excel. Interesting. You have the cadence correct, but you failed the rhythm. Now, let us examine meaning. In flighting, you'll need to be cutting and keen. It's about wielding wit more than venting your spleen. Oh, thầy làm if thơ I hay. Tell you you're foolish and stupid and dull. Then I will flick your sway and I bat with your skull. Này này, cái số 3 này đúng đấy. Thầy nó đang nói về cái việc Then I will make flipping. A fine goblet from out of your skull. Not bad, not bad. The rhyme is there, the sound is good, that? But consider that I said you were silly and you told me you would kill me. At times it might be best to remain on the team, something to consider. Last one. Ôi mẹ, thầy nó làm thơ hay đấy. Conquer the world with your wit. Go be clever, be quick, show your spirit and grit. I look eagerly forward to seeing how you fare. Ôi thầy nó mẹ nó làm thơ hay này, sao mà này. I look forward to become far more than you can be. Đây là hình như là cái đầu tiên này này. I will flick you with the flossies at the bed with your flair. I will look forward. I look forward to becoming far more than you can bear. A good rhyme, but a bad structure. Close, you're close. Kinh ấy. There's still much for you to learn about flighting, but I'm confident you'll pick it up. Kinh như đầu thơ như vợ bận tàu ấy. If you'd like to come back again. Perhaps kể là câu đối ấy à? Thank you, Elvis. Nên là cái này nó làm rất là nhiều về cái phần kiểu câu đối đấy nhỉ. Eivor. Hoành chỗ mày hai phết nhỉ? Good day, Elvis. You return. Would you like to try again? Yeah. I would. I believe it. Let's try flight. I always put a few coins down as a wager, but today we'll... I'm ready. In flighting, it's key to match. It's as much about sound as it is about. So be careful. Nói linh with your teaching, absolutely, next time you be slay. We just teach. Từ mình sẽ nói là each time. Interesting. Now let us examine in flight. It's about if I tell you your food. School, hình như bây giờ nó đang nói về school. Then I tell you you have nothing inside of your skull. Then I tell you you have nothing inside of your skull. Eh, a good response. Good response. I called you stupid and you turned it around. Flighting about wit, you matched my cái là đúng đấy. When you think of too many perfect retorts, tour. Use the one that best matches the meaning. Last one. So go then and conquer the world with your wit. Go be clever. Be okay, I'll... cái này mình biết rồi. I will look forward to become far more than you can bear. Hình như thử cái số 3. I will make you regret what you've taught me today. I haven't taught you enough if you think that line works. Ôi, thì đúng rồi, cái này không đúng rồi. There's still much happy to help you learn. Perhaps I will. Ok, mình sẽ thử lại thêm cái ấy khác để lựa chọn khác. Nên là mình không biết là cái này có được cái gì không? Let's try. I chọn cái này. It's as much. You fight to answer, I will excel. With your teaching, I'm sure my next challenge. Oh? With tưởng your là mình... teachings, I'm sure my next challenger I will slay. No, the rhyme is good. But in it, if I... sao cái này nó khác là nothing inside your skull. So looking forward before my can bear.
fleet you with your flourish and best with your flair. I will flight you with flourish and best you with flair. Perfect, yes. You could destroy me with such a line. Your flighting's astounding. You're worthy of praise. You swing a fine axe and you turn a good phrase. Thank you, Elvis. I'll take the lesson to heart. Đây là cái này là nó sẽ tăng cái charisma. Cái này nó sẽ mở một số cái lựa chọn về nói chuyện. Nên là cái này là nó kiểu như là thành công được, kiểu là nói với câu đối ấy, thì nó sẽ tăng cái charisma. À, ngon quá nhỉ. Nên là mình không biết là cái charisma này là nó mới hay là cũ so với cái bản origin ấy kìa. Nên là mấy thanh niên mẹ Viking này mà thơ văn kiểu là lai láng phết nhỉ, đùa đâu. Nên là nó sẽ có thể tăng được cái kỹ năng này, cái skill. Không biết là này là lên cái đường gì, cái này là stealth này. Không, mình cứ lên fighting này nhỉ. Nên là khả năng đấm nhau nhiều nhất. Bây giờ là chúng ta cũng không có lựa chọn để mà... ấy mà. Heavy damage này. Rồi storm. Ui, mẹ đang nằm dẫm vào người này. Cái này là cái đường gì đây? The Stealth Recon. Đây là về bắn xa. The Way of the Wolf. Cái này là cái gì? Đâm đằng sau à? Không hot đâu nhờ. Cái mình sẽ lên cái này. Mình lên cái Storm này. Tấm vào mặt của nó. Chưa làm được nhiều nhiệm vụ lắm nhá. Xem nào. Này là nhiệm vụ đánh bài, đánh bạc. Chơi xuất sắc. Oh, Orlok. I know this game well. Orlok, a game of skill. Orlok. A skill. How about a game? How about a game? Yes, let's do this play. Then. I am pretty good. Do not say I did not warn you. Hey, Scott Bill. À, chơi cái này. The game of rule. Orlok is the game where to play do by the rolling die and invoke the god favor. The first play to reduce the hair of opponent. Có nghĩa mình phải hạ cái máu của địch xuống không à, về không à. Defend again. Invoke the god favor. Không biết là cái này là cái gì. Mình cứ chơi thôi. Mình sẽ chọn là head này. Tung xúc sắc. Head này đúng không? Đi chưa? At the beginning, it allows you and your opponent take the turn to roll and die. Tung xúc sắc. Die fade. Deal damage này, deal damage này. Block 1 này. Ăn trộm một cái gì của nó này. Confirm. Này là kiểu nó tính ra damage hay cái gì ấy. Nó nhặt ra là... Sao mình không nhặt ra được nhỉ? Forfeit. Select A to die, okay. Then confirm. Nhặt ra. Mình nhặt cái búa đấy. Mình nhặt cái bàn tay và cái này này. Block. Cái búa, cái rìu này. Bỏ là. Nó sẽ có block là cái bàn tay này, cái khiên và cái cung. Cái khiên này và cái cung này. Steal one from the opponent. Sao cái này nó chả liên quan nhau sao nhỉ? Mình đang không hiểu là cái này nó như confirm. Nó ba ra ba cái rìu.
Mình đang không hiểu là mình cái mục đích chơi này là tạo ra cái gì. God favor faith. You to the God. A faith a God favor to involve. Bây giờ mình phải tạo ra cái sức mạnh của thần theo phe. Bây giờ mình phải chọn cái Red A. Red A or God favor. Mình bấm vấn đề. Chúng ta sẽ đây này, sẽ có là deal damage này. Thor Choi này. Bốn ngay là đánh bộ 2 damage này. Thực sự mình không hiểu cái này là okay, cầm mẹ này. Phải ngồi nghiên cứu thêm. Nghe thấy là sẽ mất 2 máu á. Là mình đánh 2 đam người đó. Nên là một ván này là lâu phết nhỉ. Nên là mình không biết là nó như nào. Khả năng là mình sẽ lấy mấy cung. Một cái khiên này. Không có khiên à? Chắc là để chắc là tạo cái chuỗi nhỉ. Đấy, cái bàn tay không có bàn tay. Thì ba cái rìu ấy. Lấy một cái cung mà hai cái rìu kìa. Ôi thầy, nó có ba cái rìu ấy. Select the die to cast and then confirm. Mình nhìn lắm rìu thế. Một cái bàn tay này, một cái này mà. Ủa mẹ, tim nó có cái có mấy cái đấm ấy. Mất 1-2 máu đấy. Ui. Đánh nhau ác ấy nhỉ. Thế là mình đang thắng đấy nhỉ. Mình sẽ chọn nhiều cái búa. Chúng ta gain nhiều cái sao sao này không nhỉ? Block 1 à, đỡ 1 à. Ok, mình sẽ tấn công 2 này. Và mình sẽ đỡ Block 1. Hello. Cái này mà ở cái chỗ viền vàng này là nó sẽ có hai cái ấy luôn này. Bao gồm là block 1 và ăn một cái xanh, ăn một cái kia. Lấy hai cái này này. Ok, mình sẽ tung xuống sắc tiếp này. Mình ui, nó có ba cái rìu luôn này. Ủa vãi nhái. Ok, mình có đỡ mà. Ok. Nó có ba cái rìu luôn này. Mình sẽ lấy một. Mình sẽ lấy một cái rìu của nó này. Nhưng mà nó lấy hết cái này của mình rồi. Giờ thế nhỉ. Ui mẹ, nó có 5 cái rìu luôn này. Còn nó chém mình chết luôn này. Rồi xong rồi. Quả nó chém mình toi luôn. Đỡ này. Nó chém mình 5 luôn. À, nó chém mình 4. Mình sẽ lấy của nó một cái. À, hiểu rồi. Nói chung là nó chỉ có mấy cái đấy thôi. Ui rồi, nó bắn đấy. Là nói chung là khi mà chúng ta lấy được cái mặt này là chúng ta phải pick này. Bởi vì cái này nó có hai cái yếu tố luôn. Lấy cái này. Cái mình sẽ tung tiếp này.
Nó lại có cái mũ của nó kìa. Nó đỡ đòn rồi. Sao mà nó là không có cái đỡ đòn thế nào nhỉ? Rồi, thế thì mình cho nó an hành luôn. Mình mà bổ nó chết luôn rồi. Còn một cái xúc sắc là nó có một cái đỡ đòn này. Rồi, đẹp. Ui, có một cái búa đấy. Thì mình chọn cái God Favor thôi. À, có nghĩa là nhiều cái này thì là chúng ta sẽ được có là được lựa chọn là nhiều cái God Favor ra. Là bây giờ là mình có mấy cái. Đã, là mình có 4 á. Là chúng ta có thể deal thêm 2 cái damage này. À, chơi này cũng dễ mà. Ui, nó bắn mình 3 phát này. Mình bắn nó 5 phát luôn. Ui, đây gần phết nhỉ. Đấm nhau áp. Đây mình sẽ đánh thêm cho nó thêm mày. Thêm 2 cái nữa cho mày chết đi. Hiểu 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 rồi. Chơi lần phát hiểu. Nói chung là cái mục tiêu là thằng nào mà về không thì vẫn là thua. Còn những cái này là nó chỉ là phụ thôi. 4 cái này là nó chỉ phụ. Cái này là nó sử dụng để nó gọi thêm cái nhiều cái yếu tố ngoài ấy, kiểu là effect phụ ấy. Select die to. Bây giờ là mình chỉ cần tẩn nó hai con rồi này. Thế là mình nghĩ là mình có thể mình đỡ một cái cung của nó này. Mình cho nó một cái búa. Lấy một này. Bắn này. Okay. Mình bắn nó một phát này. Nó bổ mình một phát này. Mình có thể mình cái khiên này là chỉ đỡ cung thôi nhá. Đấy mẹ, thế mới đều ấy. Block 1 và gain 1 à. Ok, mình muốn tấn công nó một phát đấy. Ui, nó lên búa đấy. Nó lên một búa đấy. Rồi đại. Ui, nó bổ 4 búa luôn này. Ồ, chết rồi mẹ, nó cầm nhiều cái con này đấy nhỉ. Mình toàn đỡ này. Mình có 2 tấn công nhưng mà nó đỡ được rồi. Ok, cái có khi mình thua ấy nhỉ. Chết mẹ mày này. Ê, có khi mình thua luôn đây này. Mình chấn của nó một cái. Là thì vẫn có lượt cuối á. Ui mẹ, nó cầm một đống nhá. Nó sử dụng sức mạnh của thần này. À, chết về đi, ngủ. The gods favored your hand today. Ô, cái chơi này vui phết nhỉ. Nhưng mà mẹ tính toán kỹ phết lại, đùa đó các bạn. Kiểu đỡ đòn đấy. Ahead now, yeah. Chúng ta sẽ quay lại chơi sao. Nên là nó chắc là kiểu nó chơi bài kiểu có hệ thống để tẩn thấy thằng kia ở từng vùng ấy. Nên là lã đây là mình đánh bại rồi này, ok. Nên là chúng ta có thể chơi được rất là nhiều cái ở nhiều vùng ấy. Trên dưới là ở cái đoạn này nó cũng có cái đánh xúc sắc này, nó gọi là xúc sắc. Kiểu là các game ở mấy cái bản khác. Nên là mình tẩn lại đây rồi. Mình không biết là ở xung quanh này còn một số cái nhiệm vụ nữa thôi. Nên là mình có thể mình quẹ nào nhìn nói chuyện. Bây giờ là anh trưởng lão này, anh đã sẵn sàng chưa? The thick leaf with the mountain in the north fork burn. The clan is happy to see thee. Đâu nhỉ? Đây này. À, đây này. Dù sao vẫn phải làm cái nhiệm vụ này ra. Chị này là đây này. Speak. Sven. Have you signed any new tattoos? A few worth looking at? Let me have a look. Go ahead. Đây là cái tattoo shop. Để điều chỉnh về cái trang phục. Tóc này. Raven head. Bây giờ còn thay đổi được tattoo mới hay.
Nhà nhìn rất là hổ báo này. Nên là cái mặc định này là có thể bỏ đấy. The hell side là summer cầm à? Wow. Chung là không phải fan của mấy cái này lắm. Classic là bà nhuộn đầu tóc à? Hoặc là có thể chọc này. Ngực, ngực xong ngực à? Ác nhà mẹ, zone Tungen. Đằng lưng này. Nhưng mà có bao giờ mình cởi áo chó đấy. Nghe kể cái rồng rắn là cái xương này. Tay phải tay trái. Nhìn xem trông nó kiểu nó hơi kiểu tinh tế một tí nhé, trông kiểu không hổ báo á. Good. Need anything else? Ok, ai mình. Nói chung là lã này chỉ là để ấy trang phục thôi. Không phải là cái mình đang tìm kiếm đâu. Ok, chắc là mình sẽ dừng đây để mình giữ cho một cái tập nó ngắn hơn một tí ấy. Tất nhiên là cái game này chắc chắn nó rất là dài về mấy game thế giới mở ấy. Nhưng mà mình vẫn muốn là giữ cái nội dung của nó dưới một tiếng nhỉ. Ok, hy vọng là các bạn thể tiếp tục theo dõi được nhiều cái nội dung khác ấy. Của cái trò Valhalla là Assassin's Creed Valhalla. Mình sẽ quên mình chơi sau ạ. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.